Nhà máy nhiệt điện Mọc Lên hàng loạt thời gian qua với những lời hứa hẹn có cánh về việc làm cho người dân địa phương cũng như là đảm bảo môi trường sống. Thế nhưng trên thực tế thì số người vào được những nhà máy chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi môi trường thì ngày càng bị ô nhiễm, cuộc sống của người dân thì bị bủa vây bởi tiếng ồn và bụi xì than. Phóng sự sau sẽ giúp cho quý vị và các bạn thấy rõ hơn thực trạng này. Người dân xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh gần như không có đêm nào yên giấc từ khi nhà máy nhiệt điện Mạo Khê đi vào hoạt động. Những tiếng nổ từ lò hơi, rồi khói bụi xả ra với tần suất dày đặc, được ví như mưa rào. Hậu quả là đây. Rung động hết cả nên làm ảnh hưởng mất giấc ngủ. Cứ suốt ngày suốt đêm mà mầm như là không làm sao mà chịu nổi cả. Mà nhà thì nước chảy, nứt hết chỗ nọ chỗ kia. Vào đây bất cứ một chỗ nào, một lúc nào nó cũng có như thế này. Đấy. Trong nhà này hoàn toàn bất cứ chỗ nào nó đều như này hết, không có chỗ nào là nó sạch hơn chỗ này. Ngoài những hiểm họa được nhìn thấy và cảm nhận trực tiếp thì vẫn còn nhiều nỗi lo khác, nhất là về nguồn nước. Ngày xưa thì nước ở đây trong quá trình coi một năm mới hơn năm, thế sau đó có từ chỗ đó nó biến dạng coi như thế là màu vàng. Bây giờ coi như vàng hết, coi sử dụng phải nọc nhưng mà ăn coi như thế là bính con người bị nước vàng. Nhà máy mới chỉ hoạt động được 3 năm, nhưng sự bức xúc của người dân thì không chỉ dừng lại ở những tập hồ sơ khiếu nại. Lý giải điều này, lãnh đạo nhà máy nhiệt điện Mạo Khê cho biết, tiếng nổ hàng đêm là điều bất khả kháng. Do lượng hơi tích trong bao hơi lớn khi thoát ra ngoài, theo van tự động sẽ gây ra tiếng động. Bụi từ kho than cũng đã được ngăn chặn nhờ vào hệ thống tấm chắn mới được hoàn thành. Trước khi xây dựng cái nhà máy này cũng đã có khảo sát, thì cũng đã có khuyến cáo với người dân ở các khu vực xung quanh này là nước đã, trước khi có nhà máy chúng tôi đã khảo sát tất cả các cái điều kiện để chúng tôi xây dựng công trình, thì đã phát hiện ra là cái nước ngầm ở đây đã là có ảnh hưởng rồi, chứ không phải là khi nhà máy chúng tôi đưa vào thì nó ảnh hưởng. Thế do vậy là cái phần đấy là chúng tôi đều so sánh cái mẫu nước ngầm trước khi nhà máy đưa vào và sau khi nhà máy đưa vào vận hành. Do vậy là cái mẫu này về chất lượng là không thay đổi. Đây không phải là câu chuyện của riêng người dân tỉnh Quảng Ninh, mà đã trở thành nỗi khổ chung của rất nhiều người dân sống xung quanh những nhà máy nhiệt điện. Thậm chí đã trở thành nguồn gốc khi người dân không thể chịu đựng được tình cảnh ô nhiễm do nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ra. Chúng tôi nghiên cứu để mà làm cái vật liệu xây dựng từ cái tro sỉ này. Và cái giải pháp dài hạn thứ ba là chúng tôi sẽ nghiên cứu để có một cái phương thức vận chuyển tro sỉ tiên tiến hơn, đảm bảo tốt nhất cho cái phần môi trường. Nhiều nhà máy nhiệt điện được giới thiệu là sử dụng công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, trái ngược với những lời quảng cáo đó, những nơi có nhà máy đang thực sự trở thành những điểm nóng về môi trường. Các giải pháp xoa dịu tình thế thì chưa thể và sẽ không bao giờ giúp môi trường trở lại được như xưa.